Xin chào anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Bira Stock. Thì hôm nay Thành sẽ chia sẻ với anh chị về góc nhìn thị trường cho phiên giao dịch ngày 20 tháng 2. À, thì có thể là chúng ta đã khởi đầu một cái tuần cuối tháng 2 khá là thuận lợi đúng không ạ? À, về một cái phiên giao dịch tăng rất là tích cực. Khi mà chỉ số tăng đâu đó cũng gần 30 điểm rồi. Thì với cái nhịp tăng này của chỉ số Thành đánh giá đây là một cái nhịp hồi rất là tích cực nha anh chị và nó sẽ cho chúng ta những cái tín hiệu khả quan hơn trong những cái dịp giao dịch sắp tới thì xét về cái lý do mà thị trường nó tăng trong phiên ngày hôm nay á, thì có lẽ nó sẽ tầm nhiều ở cái phần cái hai cái gói tín dụng này đầu tiên là cái gói tín dụng 110.000 tỷ và sau đó là gói tín dụng 120.000 tỷ thì 110.000 tỷ này chủ đạo thì nó sẽ áp dụng cho nhà ở xã hội và 120.000 tỷ này nó sẽ áp dụng cho các cái nhà thầu các cái nhà thầu và các cái người mua bất động sản để mà góp phần hỗ trợ lãi suất ở trên thị trường thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực và cũng là một cái cách để mà chúng ta thấy được là nhà nước cũng đang dần nhận ra vấn đề của cái nền kinh tế ở thời điểm hiện tại và đặc biệt nói chính xác hơn đó là cái nhóm ngành bất động sản thì cái câu chuyện này Thành đã chia sẻ và đã trao đổi với anh chị rất là nhiều và rất là kỹ ở trong cái video trước đây rồi thì cách đây 3 ngày Thành đã có làm cái video và nói về cái câu chuyện này rồi thì khi mà những cái tin và những cái tác động này ra thì có thể là trong ngắn hạn nó sẽ chưa giúp giải quyết được vấn đề bất động sản ngay nhưng mà nó là cái yếu tố để cải thiện cái tâm lý và giảm bớt cái tâm lý tiêu cực cho cái nhóm ngành này ở trên thị trường và khi mà anh chị thấy đúng không ạ à? khi cái tin tức này ra thì anh chị thấy là cái nhóm ngành bất động sản và gần như cả toàn thị trường luôn đã có những cái tín hiệu tăng rất là tích cực thì từ đây chúng ta sẽ thấy một cái vấn đề là ừ cái bối cảnh của thị trường ở thời điểm hiện tại hoặc là cái vấn đề của thị trường ở thời điểm này nó tập trung phần lớn vào các cái cổ phiếu bất động sản và cái ngành bất động sản ở thời điểm này có nghĩa là nền kinh tế đang phụ thuộc vào ngành bất động sản khá là nhiều ha. Và cái câu chuyện ngày hôm đấy chúng ta cũng đã trao đổi với nhau, anh chị nào chưa xem thì có thể là xem lại giúp thành ha. Thì hôm nay chúng ta cũng đã trao đổi với nhau rồi các cái biện pháp và các cái giải pháp cần phải xử lý và một và những cái giải pháp những cái biện pháp này cần phải được giải quyết và được đưa ra định hướng song song với nhau đồng thời với nhau. Chứ như giai đoạn trước thành cũng có nói đúng không ạ? À? Nếu mà chỉ kéo dài thời gian trả nợ không á, mà doanh nghiệp họ không có tiền họ cũng không có thanh khoản và họ cũng không có bán được dự án thì chắc chắn họ sẽ không có trả nợ được ha. Cho dù kéo dài thêm thời gian vậy nên là cái việc ban hành cái gói tín dụng này nó rất là tích cực và nó tác động mạnh tới cái tâm lý nhà đầu tư ở trên toàn thị trường đấy thì nó làm cho một cái yếu tố nó khởi sắc và khả quan hơn thì tính tới thời điểm hiện tại thì nhìn chung qua các cái ngành đi thì chúng ta thấy là ngành nào nó cũng tăng rồi đúng không anh chị Như ngân hàng nè cũng tăng rất nhiều nè chứng khoán cũng tăng nè gần như là tăng trần hết cả nhóm chứng khoán luôn thép cũng tăng nè bất động sản cũng tăng chứng khoán cũng tăng bất khung công nghiệp cũng tăng ha bán lẻ cũng tăng đấy rất là nhiều cái đầu tư công cũng tăng ha. rất là nhiều ngành tăng trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay vậy thì nó cho chúng ta một cái góc nhìn như thế nào và tính tới thời điểm hiện tại nếu mà anh chị nào chưa có hàng và chưa có cổ phiếu để chúng ta đầu tư trong giai đoạn tới thì chúng ta cần phải hành động gì trong giai đoạn sắp tới ha thì ngày hôm nay thành cũng sẽ hướng dẫn anh chị chọn cái thời điểm để chốt lời ha. thì thật ra việc chọn điểm mua nó là một cái điều khó nhưng chọn điểm chốt lời nó là cái vấn đề càng khó hơn ở trên cái thị trường này nữa tại vì sao ạ à? tại vì nếu mà anh chị nào mà đã đầu tư trong xuyên suốt giai đoạn vừa qua thì chúng ta cũng sẽ thấy và chúng ta nhìn lại thì chúng ta cũng sẽ nhận ra cái vấn đề là chúng ta gồng lỗ giỏi hơn gồng lãi đúng không ạ à? đấy thì cứ mà lỗ nhiều hai chục ba phần trăm thì vẫn ráng gồng năm phần trăm cũng vẫn ráng gồng luôn thậm chí là nạp thêm tiền vô để tránh con vaccine đó thì đó là cái hành động của chúng ta cái tâm lý chung của chúng ta ở trên thị trường hãy gồng lỗ nhiều hơn gồng lãi đúng không ạ gồng lỗ nhiều hơn và cái gồng lãi thì khi mà chúng ta thấy ở ừ, chúng ta đã lãi được 10 phần trăm 12 phần trăm 15 phần trăm là bắt đầu chúng ta lo chúng ta nghĩ tới việc là chúng ta chốt lời dần rồi hoặc là thậm chí có những anh chị là những phiên trước là hỏi thành bây giờ chứng khoán chốt lời được hay chưa chị chị lãi được bao nhiêu rồi chị lãi được 7 trăm rồi rồi em chúc lời được chưa thì đó là những cái tâm lý nhà đầu tư ở trên thị trường có nghĩa là thành vẫn hiểu cái tâm lý của các anh chị là anh chị vừa trải qua một cái giai đoạn giảm sâu và giảm mạnh trước đó và giảm không phanh luôn trong những tháng trước đó nhưng nó không phải là cái lý do để mà chúng ta chốt non cổ phiếu khi mà chúng ta đã mua được cổ phiếu ở những cái vùng giá rất tốt và cực kỳ tốt rồi thì cái việc của anh chị là chỉ có yên tâm nắm giữ thôi. Vậy thì hôm nay thành sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái quá trình hoặc là một cái quy trình cũng như là một cái công cụ về phân tích kỹ thuật để mà anh chị dựa vào đấy anh chị có thể là chọn ra cái điểm chốt lời nó mang tính chính xác tương đối cho anh chị trong những cái giai đoạn sắp tới và thứ nhất là cái về cái yếu tố chính xác và thứ hai sẽ yếu tố về cái giải quyết được cái vấn đề tâm lý cho các anh chị thành lấy ví dụ là nếu mà anh chị xác định được cái điểm chốt lời đúng chuẩn á, thì sao ạ à? chúng ta chỉ cần mua và chờ để ra đó để chúng ta chốt lời thôi chứ chúng ta cũng không cần phải lo ngại thành lấy ví dụ đi với thị trường thành xác định là ừ về mục tiêu quanh một nghìn một một trăm năm mươi điểm một một trăm ba mươi điểm đi về vùng này thành sẽ chốt lời chạm kháng cự thành sẽ chốt lời thì lúc này thành mới bắt đầu thành chốt lời đấy thành mới bắt đầu khi mà thời thị trường nó quay về đây thì mới bắt đầu hình chốt còn thị trường nó đang ở dưới đây dưới ngàn mốt thì thôi thành cứ để lại nó chạy đi cho dù nó có chỉnh một phiên hai phiên rồi sau đó nó cũng tăng nó cũng lên tiếp thì chúng ta ngại gì mà chúng ta lại không nắm giữ cổ phiếu mà chúng ta lại bán nó đi quá sớm đúng không mà đó thì đó là một trong những cái vấn đề mà anh chị vẫn hay mắc trên khi mà chiến đấu trên cái thị trường Ở thời điểm hiện tại Thì nhìn chung Nếu tính đến thời điểm này Nếu mà anh chị nào có cơ cấu Hoặc là có mua mới Hoặc là có đầu tư Theo cái khuyến nghị của Thành Trong những video trước đây Hoặc là anh chị nào có được Thành hỗ trợ tư vấn Thì chắc chắn Ở thời điểm hiện tại Anh chị ít nhất cũng phải lãi được 10% À, thành cam đây với các anh chị luôn nếu mà anh chị mua theo vùng mua và điểm mua của thành à, thì tính đến thời điểm này anh chị phải ít nhất lãi được 10 phần trăm rồi đấy ít nhất nha những anh chị nào mua điểm mua tốt hoặc là nhảy bán hơn á, thì có thể là lãi được hai chục hoặc là thậm chí trên nữa đấy trên hai phần trăm đó nên là anh chị nào có đầu tư thì cũng có thể là lưu ý thêm cho thành à, và ở thời điểm hiện tại thì thành sẽ đánh giá về cái góc nhìn tổng quan với cái việc mà anh chị nên chốt lời như thế nào trong giai đoạn sắp tới thật ra giai đoạn sắp tới có mua được nữa hay không thành vẫn đánh giá là mua được tuy nhiên thì phải chọn lọc và cơ hội nó sẽ càng càng ít dần đi đối với các anh chị. Và cái việc mua của các anh chị á nó sẽ quyết đoán hơn. Thì như thế nào là quyết đoán? Tại sao là phải quyết đoán? Thì một tí nữa hành sẽ nói và hành sẽ chia sẻ cho anh chị ha. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái câu chuyện là chúng ta sẽ đánh giá tổng quan về cái hành động là có nên chốt lời trong giai đoạn sắp tới hay không hay là đặc biệt là trong những phiên giao dịch sắp tới hay không. Đấy thì thường với ở thời điểm hiện tại thành vẫn đánh giá là thị trường chúng ta đang trong cái nhịp hồi lên ngắn hạn thôi và cá nhân thành thấy là nó vẫn chưa thể thoát khỏi đau và chưa thể nào bước vào up trend trở lại trong những giai đoạn sắp tới tuy nhiên nếu mà anh chị tận dụng được nhịp hồi này thì anh chị sẽ kiếm được rất nhiều lợi nhuận trên thị trường À, thì rồi thì bây giờ chúng ta có lời rồi thì làm sao để bảo vệ được cái lợi nhuận cho mình trong những giai đoạn sắp tới thì đầu tiên chúng ta sẽ có bốn yếu tố về tổng quan cho cái tâm lý của các anh chị ở thời điểm hiện tại đầu tiên để mà gỡ bỏ được cái tâm lý là lo sợ mất lãi lo sợ đảo chiều lo sợ thị trường sập á, hoặc là lo sợ thị trường rơi ngay lập tức á, thì chắc chắn anh chị phải chuẩn được bốn cái yếu tố này đầu tiên đó là về thị trường thì anh chị phải xác định được là thị trường ở thời điểm hiện tại đang ở thời điểm nào và đây thị trường chung sẽ là cái yếu tố quyết định cho 80 cho tới 90 phần các các cổ phiếu trên thị trường đấy thì nếu mà anh chị xác định là ừ thị trường nó sẽ còn hồi cái giống góc nhìn cá nhân của thành thị trường nó sẽ còn hồi lên đây thì chúng ta cứ nắm cổ phiếu mà thôi à, chúng ta cứ yên tâm chúng ta nắm cổ phiếu mà thôi chẳng có vấn đề gì quá lớn đối với ở thời điểm hiện tại hết đấy hoặc là anh chị xác định tiếp theo đó là cái mục tiêu đầu tư của các anh chị à, mục tiêu đầu tư của anh chị là ngắn hạn dài hạn hay là trung hạn đấy thì với cái mục tiêu này nó cũng phụ thuộc vào cái giá mua của anh chị rất là nhiều nha đó, anh chị phải quan sát thử là nếu mà anh chị mua giá thành lấy ví dụ đi thành lấy chỉ số vn index là ví dụ nha nếu mà anh chị mua giá này à, anh chị mua giá ở vùng này thì cá nhân thành nghĩ anh chị nên đánh ngắn hạn Ha, nên đánh ngắn hạn. còn nếu mà anh chị mua giá được ở vùng này hoặc là ở những vùng như thế này hoặc là ở đây đi tệ lắm là phải ở đây ha, tệ lắm là phải ở đây đấy nếu mà anh chị mua được ở đây thì anh chị có thể là kỳ vọng góc độ dài hạn nhiều hơn đó thì anh chị có thể là lưu ý đối với các các cổ phiếu ở thời điểm hiện tại ha đó tùy vào mục tiêu và góc độ cá nhân của mình để mình xem xét là mình có nên chốt lời hay không và ngắn hạn thì anh chị có mục tiêu chốt lời như thế nào? Đó như anh chị vẫn cho rằng là ờ ngắn hạn là 10% là đủ, ngắn hạn 12% là đủ, 8% là đủ. Thì cái này nó tùy theo mục tiêu cá nhân của mỗi người. Và nếu mà anh chị chưa xác định được cái mục tiêu cá nhân trong ngắn hạn của mình á thì anh chị nên dùng cái công cụ sau đây, Thành sẽ giới thiệu cho các anh chị để anh chị chốt lời thôi chứ anh chị cũng không cần quan tâm mục tiêu cá nhân gì nữa ha. Quan niệm ngắn hạn ở đây á là chúng ta mua và nắm giữ trong một khoảng thời gian ngắn rồi sau đó chúng ta chốt lời khi đạt tới cái mức lợi nhuận phù hợp. Đấy, thì chúng ta cũng không có ai yêu cầu cầu chúng ta phải mua trong vòng 3 ngày mua trong vòng 5 ngày hoặc là mua trong vòng 10 ngày cả à, cũng không ai yêu cầu chúng ta là phải 10 phần trăm chốt lời 20 phần trăm chốt lời hoặc là 30 phần trăm chốt lời hết đấy đó là chúng ta có thể là dựa vào cái công cụ sau đây để chủ động cái lợi nhuận cho mình rồi cái yếu tố thứ ba đó là việc chỉ số đang chạm kháng cự hoặc là giá cổ phiếu đang chạm kháng cự thì cái này cái việc xác định kháng cự nó cũng rất quan trọng với cái việc xác định hỗ trợ nếu mà trước đây á anh chị vẫn có lẽ nếu mà anh chị ở thời điểm hiện tại anh chị tìm hiểu về phân tích kỹ thuật á thì cái đầu tiên mà anh chị tìm hiểu có lẽ là một trong những yếu tố về kháng cự và hỗ trợ đúng không? Đó. Thì về kháng cự và hỗ trợ chúng ta vẫn biết là nó là cái vùng ha mà kháng cự khi giá chạm vào đó nó sẽ bật xuống và hỗ trợ cái vùng mà giá chạm vào đó thì nó sẽ bật lên vậy liệu có đúng hay không và anh chị vẫn hay rất là hay xác định sai trên thị trường đúng không? ạ? Đấy. Và nếu mà giai đoạn trước đây á, và anh chị không xác định đúng hỗ trợ thì chắc chắn anh chị sẽ không tìm ra được cái điểm mua này. Đó. Thì trước đây thành có khuyến nghị cho anh chị cái vùng này là cái vùng để mua đúng không? Và nếu mà anh chị xác định được đúng cái vùng hỗ trợ thì anh chị sẽ mua được cổ phiếu ở giá từ tốt cho đến rất tốt. Thành lấy ví dụ đi cổ phiếu VND đúng không mà Gia đoạn rồi nó điều chỉnh nó rơi như vậy như anh chị nói ở ừ, về đây là nó có hỗ trợ về 15 là có hỗ trợ hoặc là về 16 là có hỗ trợ nhưng nếu chúng ta mua hai vùng giá này vô tình chúng ta đang xác định sai cái điểm hỗ trợ và chúng ta mua giá cao đúng không mà nhưng mà cái vùng hỗ trợ đúng của mình là gì ạ à? 13 và 14 thế tại sao làm sao chúng ta xác định được cái điểm này và chúng ta xác định chính xác nó như thế nào thì đầu tiên đòi hỏi là anh chị phải xác định được cái vùng hỗ trợ đấy thì nó phải là một cái vùng hỗ trợ mạnh ha nó phải là một cái vùng hỗ trợ mạnh thì anh chị mới có thể là theo dõi được và anh chị mới không bị phân tán ở những cái gì ạ à? không bị phân tán ở những cái vùng hỗ trợ ngắn hơn thành lấy ví dụ đi đối với cái cổ phiếu vin đi nếu mà nó về đây mà nó hồi nha đấy, anh chị lưu ý nè đấy về đây có nó hồi thì có phải là nó đang ngay vùng hỗ trợ mà Đấy đang ngay vùng hỗ trợ mà chúng ta đặt ra trước đó mà Về đây là cái cây nến ngày 6 tháng 2 nè Về đây hồi là chúng ta là nghĩ là ngay hỗ trợ là ra đang hồi rồi Thì có tín hiệu tích cực đúng không ạ Hoặc là ít nhất đi Ít nhất anh chị có thể là đo lên vùng này đi Quanh vùng 16, V16 nó hồi chưa ạ Đã có hồi rồi đúng không ạ Đấy, đã có hội ở đây rồi là ngày 31 tháng 1 thì chúng ta nghĩ là ở đây là hỗ trợ cứng đó. Đấy về đây nó sẽ bật lên trở lại đó. Thì nếu mà chúng ta xác định sai như vậy thì nó sẽ dẫn tới những cái hậu quả tiếp theo. Đó, nó không phù hợp. Đấy, nên là nếu mà anh chị xác định đúng thì thậm chí anh chị mua những vùng này thì anh chị có sợ thị trường điều chỉnh đúng không ạ? À? Giả sử ngày mai thị trường điều chỉnh về VND điều chỉnh về 15 thì anh chị có sợ không Chắc chắn là không đúng không ạ? À? Nãy chúng ta không sợ cái nhịp điều chỉnh của thị trường như vậy Nên là anh chị nào có đầu tư thì anh chị có thể là lưu ý thêm trong cái giai đoạn sắp tới Để mà anh chị nào đầu tư nó được hiệu quả hơn trong cái thời điểm tới ha Thì đó, thì cái việc xác định kháng cự của nó cũng như vậy Thành lấy ví dụ đi, bây giờ VND nó lên đây nó gặp kháng cự Thì liệu đây có phải kháng cự hay không? Nếu mà chúng ta mua dưới này thì lên đây chúng ta có nên bán hay không? Đó là cái thứ nhất Hoặc là lên đây nó có phải là kháng cự của mình hay không? Thì mình có nên bán tại những vùng trên này hay không? hay là nếu vượt kháng cự trên này thì nó sẽ về kháng cự nào tiếp theo về 18 hay là về đâu đó thì đó là những cái mốc kháng cự mà anh chị cần phải xác định rõ và chúng ta cần phải chọn ra được những cái mốc nào đó mà chúng ta cho rằng về vùng này thì cái xác suất nó điều chỉnh cao đấy chúng ta phải đánh giá được như vậy thì cái việc đầu tư của anh chị nó mới an nhàn hơn thành lấy ví dụ đi vin bây giờ giá 15 thì anh chị xác định kháng cự là 18 thì chúng ta cứ bỏ cổ phiếu đó chúng ta đi chơi khi nào về 18 thì chúng ta quay lại chúng ta chốt lời hoặc là ít nhất mỗi ngày cuối ngày chúng ta chỉ quay lại chúng ta xem thôi xem cái cổ phiếu nó diễn biến như thế nào nếu mà nó vẫn giữ vẫn đảm bảo cái đà tăng thì chúng ta cứ để đấy và chúng ta chờ tới vùng giá 18 thì chúng ta chốt lời thôi đấy đúng không ạ à? và anh chị cũng sẽ không bị dao động bởi những cái nhịp điều chỉnh của thị trường nữa à, thì anh chị sẽ đầu tư nó một cách dễ dàng và hiệu quả hơn trong những cái giai đoạn tiếp theo và cái cuối cùng đó là việc anh chị phải chia tỷ trọng ra để anh chị chốt lời thôi thì ở giai đoạn mà đâu ở giai đoạn mà mua thì thành cũng khuyến nghị là anh chị sao ạ à? mình chia tỷ trọng ra mình mua đúng không mình mua 30 phần trăm trước mua thêm 20% nữa rồi mua 50% tiếp theo. Nếu thấy tín hiệu tín hiệu phù hợp thì ở đây anh chị chốt lời cũng là như vậy ha. À, anh chị chốt lời 30% trước xem nó như thế nào đi. Rồi nếu mà nó vượt kháng cự nữa thì mình sẽ chốt lời lên cái vùng kháng cự tiếp theo. Đó, mình chia ra như vậy mình chốt lời. Thứ nhất là ít nhất anh chị vẫn giữ được cái lợi nhuận cho mình. Thứ hai là anh chị vẫn chốt lời được ở những vùng giá gần ngay vùng đỉnh ha, thì nói tới vùng đỉnh thì ở đây chúng ta có một cái tâm lý là chúng ta rất muốn chốt lời ngay đỉnh đúng không ạ? À? chắc hẳn là đối với anh chị nhà đầu tư nào ở đây khi mà chúng ta bước vào thị trường là chúng ta đều nghĩ tới kịch bản là, ừ chúng ta vừa chốt lời xong nó quay đầu vừa chốt lời xong là ngay vùng đỉnh luôn đấy vừa đi qua vùng đỉnh luôn đó thì ai cũng muốn như vậy hết nhưng mà mấy ai làm được như vậy anh chị mấy ai chốt lời được vùng đỉnh một là anh chị chốt lời được ngay vùng đỉnh uh, sorry anh chị một là anh chị chốt lời trước vùng đỉnh hai là anh chị chỉ có chốt lời sau vùng đỉnh thôi thành lấy ví dụ cổ phiếu vin đi đấy anh chị xác định được vùng đỉnh nó ở đâu mà nếu mà ở đây nó chưa đây nè nó chưa có tín hiệu giảm thì anh chị có liệu xác định được cái vùng này là vùng đỉnh của nó không mà anh chị có xác định được là phiên này là phiên đạt đỉnh không mà đấy đúng không đấy và anh chị chỉ xác định được ở ừ, cái vùng hỗ trợ nó đang vùng kháng cự nó đang đâu đó ở mấp mé là quanh vùng giá 16 thôi đấy thì có thể là lên đây anh chị chốt mất một phần rồi có thể là lên những cái vùng kháng cự tiếp theo nữa chẳng hạn như lên vùng kháng cự trên này đấy trên này thì anh chị chốt thêm một phần nữa đó đi từ đó anh chị có thể là nhìn nhận ra cái vấn đề và sau đó nếu mà nó điều chỉnh thì anh chị bắt đầu gì ạ à? bắt đầu anh chị chốt thêm ở những cái phần còn lại đấy thì đó là cái câu chuyện một là anh chị chỉ có chốt lời trước đây đấy chốt lời trước đây hai là anh chị chỉ có chốt lời phiên này thôi đó chỉ có chốt lời cái phiên này thôi đó là hai cái phiên để anh chị chốt lời thôi chứ khó mà anh chị chốt lời được ngay cái vùng đỉnh ở trên lắm đó thì anh chị có thể là lưu ý thêm những cái giai đoạn sắp tới việc chốt lời anh chị chốt lời giá nào nó không quan trọng bằng việc là anh chị giữ được cái lợi nhuận của mình và sau đó anh chị vào được cái vùng giá vẫn kiếm được lợi nhuận tiếp theo đó có nghĩa là anh chị đánh một lần 10 lệnh ấy thành không biết là anh chị vào vào ra giá nào hết thành không cần biết miễn sao là 10 lệnh đó anh chị đều có lãi trên 10 tới 15 phần trăm là được nó quá tốt và quá tuyệt vời rồi đấy đúng không ạ? Thì đó là cái mà anh chị cần phải lưu ý thêm trong giai đoạn sắp tới để mà anh chị chia tỷ trọng ra nhé. Rồi, ok thì bây giờ Thành sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái công cụ về để mà anh chị xác nhận cái điểm để anh chị chốt lời trong giai đoạn sắp tới. Thì cái công cụ đó là công cụ mình hay nói với nhau đó là về Fibonacci. Thì ở đây nhiều anh chị nào mà có đầu tư thì chắc chắn anh chị đã biết cái công cụ này rồi đúng không? Thì hôm nay Thành sẽ hướng dẫn anh chị cái cách dùng và dùng như thế nào cho nó hiệu quả và cho nó phù hợp nhất. Thì khi nãy á thành có nói là chúng ta sẽ đề cập tới kháng cự đúng không và hỗ trợ thì với hai cái cái hai cái yếu tố này chúng ta nên sử dụng kết hợp với Fibonacci luôn thì chúng ta sẽ xem là Ừ những cái nhịp điều chỉnh của nó dựa theo Fibonacci thì về được vùng hỗ trợ nào và vùng đó có phải là vùng Fibonacci quan trọng hay không thì chúng ta sẽ đầu tư nó nó sẽ chọn điểm mua hiệu quả và ngược lại như vậy ở những vùng chốt lời của Fibonacci thì nó có ngay vùng kháng cự hay không đấy thì một lời khuyên của thành dành cho các anh chị nếu mà anh chị cần xác định kháng cự hỗ trợ để mà cho một cái điểm kháng cự hỗ trợ chính xác nhất thì anh chị nên chọn xác định kháng cự hỗ trợ ở những cái khung thời gian dài hơi hơn có thể là chặt tháng và có thể là chặt tuần đó, để anh chị đưa ra những cái điểm kháng cự hỗ trợ nó phù hợp tại vì khi mà anh chị xác định ở chặt tháng và chặt tuần á thì anh chị sẽ không bị nhiễu bởi những cái biến động trong chặt ngày à, chặt ngày thì anh chị sẽ rất dễ bị nhiễu bởi những biến động tại vì chặt ngày đó mỗi ngày nó rất dễ tạo nền đúng không tạo nền để ngang thành lấy ví dụ đi tuần mà chỉ có một cái phiên nó đi ngang thôi chẳng hạn một phiên như thế này là cả cái bốn năm ngày trước đó là nó tạo nền. đúng không ạ đấy thì anh chị có thể là lưu ý ha đây thành sẽ đánh dấu một cái tuần này nè đấy, anh chị sẽ coi thử chỉ số vn index lúc đó như thế nào nha đấy thì có phải là cái lúc này nè cả cái tuần này nó đang tạo nền đúng không ạ ấy nó tạo nền thì như thế nào ạ? À? Đấy chúng ta vẫn rất dễ xác định được cái vùng nền này là cái vùng gì. Vùng nền này là cái vùng kháng cự hoặc một cái vùng hỗ trợ nào đó. Đó, chúng ta rất là dễ bị nhiễu ở trong cái giai đoạn đấy. Thế nên là khi mà chúng ta xác định trong cái cái cái, cái chạc tuần hoặc là cái chart tháng á, thì chúng ta sẽ đưa ra những cái mốc nó chính xác hơn và nó hiệu quả hơn. Đó, thì cái này là cái đặc điểm lưu ý thêm cho các anh chị ha. Thì ở đây Thành sẽ để lại hai cái vùng hai cái mốc này để anh chị có thể là theo dõi. Thì trước tiên với thị trường á, thì một tí Thành sẽ hướng dẫn xong Thành sẽ đánh giá thêm về thị trường sâu cho các anh chị nha. Đây thì anh chị bấm vào đây à, anh chị nào có dùng fanen thì bấm vào đây hoặc là các công cụ khác thì anh chị cứ kìm cái công cụ Fibonacci thấy lui à, anh chị bấm vào đây. Rồi thì Thành sẽ hướng dẫn cái cách kể thì để mà vẽ được Fibonacci hiệu quả thì anh chị phải biết cách nhận diện cái à, hết một cái sóng ha à, một cái sóng tăng hoặc là một cái sóng giảm sóng điều chỉnh của nó thì lúc đó anh chị mới vẽ nó một cách hiệu quả được. Thành lấy ví dụ đối với thị trường ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có một cái sóng tăng đi lên đúng không ạ? À? Đấy nếu mà chúng ta Uh, chỉ tới phút này thôi thì chúng ta đang nhận thấy có sóng tăng đi lên và bắt đầu chúng ta nhận thấy tín hiệu điều chỉnh và bây giờ biết được cái vùng nào điều chỉnh và về vùng đó chúng ta sẽ mua lại thì chúng ta sẽ dùng fibonacci à, công thức như sau anh chị có thể là bấm vào cái nút đây để anh chị chọn kẻ fibonacci và anh chị đưa cái con chỏ chuột của mình ngay chỗ cái vùng đỉnh ha ở đây thành sẽ xóa mất uh, thành sẽ xóa mất cái đường đỏ này để anh chị dễ thấy đó Thì anh chị chọn vào Fibonacci vào cái vùng đưa con chỏ chuột mình ngay vùng đỉnh chỉ cần nó ngang với vùng đỉnh nó không cần nó phải đưa ngay đây đâu ha đưa ngang với vùng đỉnh xong sau đó anh chị kéo xuống à kéo xuống và kéo xuống cho tới đâu ạ à? cho tới ngay chỗ cái nhịp bắt đầu con sóng tăng này là cái nhịp trước đây đó Thì anh chị lưu ý ha chúng ta kéo xuống đây thì ở đây anh chị sẽ thấy là có ba cái mốc này đó là 0,382, 0,5 và 0,618 thì chúng ta theo dõi ba cái mốc này xem nó điều chỉnh về mốc nào để chúng ta chọn lựa thời điểm để mà chúng ta đầu tư đúng không ạ đó thì anh chị ta thấy là những cái mốc là 0,382, 0,5 và 0,618 chúng ta thấy là cái mốc 0,382 là nó ở vùng 1038 đúng không ạ thì trong nhịp điều chỉnh của thị trường thì nó chỉ có về ba bốc này thôi và thấp nhất nó sẽ về 0,382 ít khi có trường hợp là nó về 0,236 hoặc là không uh, hoặc là về số 0 luôn lắm tại vì nếu mà về hai trường hợp này là cái xác suất cao là nó gãy nha xác suất cao là nó gãy nó là đoạn ở giai đoạn trước thành mới phân tích cho anh chị đây là cái vùng hỗ trợ mạnh nè đó cái vùng hỗ trợ mà quanh 0,38 á 0,3x á nó sẽ là cái vùng hỗ trợ mạnh nên là hình mới đưa ra các khuyến nghị để anh chị mua vào ở cái vùng đó đó là cái thứ nhất ha rồi thì sau khi xác định được cái vùng này rồi thì đây là cái vùng anh chị chọn mua thế bây giờ chúng ta chọn vùng bán như thế nào ha vùng bán thì anh chị lưu ý giúp thành ở đây anh chị bấm vào cái công cụ Fibonacci của mình á sau khi anh chị kể xong á thường là ở trên file N nó sẽ không cài đặt nhưng mà tùy cái app của anh chị thì nếu mà nó cái cài thì quá tốt ha anh chị bấm vào cái phần cài đặt cho thành nha bấm vào cái phần cài đặt nè đó rồi anh chị chọn bổ sung thêm ba cái mốc là 1,272 2,272 và mốc số 2 đó anh chị chọn thêm những cái mốc đó rồi anh chị chỉnh màu gì đó tùy thích theo ý kiến cá nhân của mình đó thì đối với thị trường ở thời điểm hiện tại nếu mà chúng ta muốn xác định kháng cự ở những cái giai đoạn tiếp theo thì cái vùng kháng cự gần nhất thì nó phải ngay cái vùng đỉnh trước đó à, nó phải ngay vùng đỉnh trước đó là cái vùng kháng cự gần nhất vì nếu thị trường hoặc là chỉ số đi chỉ số mà nó vượt qua cái vùng này được á đúng không ạ? À? Đây thành sẽ đổi màu cho anh chị dễ nhìn nha. Chỉ số mà nó vượt qua đường màu đỏ này được thì nó mới tiến lên được những cái mốc tiếp theo ha. À, những cái mốc tiếp theo là mốc chốt lời của chúng ta. Đó, thì nó mới tiến lên được mốc chốt tiếp theo. Còn nếu mà nó không vượt qua được cái màu đỏ này thì nó sẽ có hiện tượng gì ạ? À? Chạm kháng cự nè, rồi điều chỉnh nè, rồi dần rằng co đây hoặc là có thể rơi những giai đoạn tiếp theo. Đó, thì đó là cái kịch bản mà thành đã vẽ ra cho anh chị ở giai đoạn trước đây. Đó. Thì nếu mà nó vượt được cái thằng này á thì chắc chắn nó sẽ lên được những vùng cao hơn đó thì anh chị lưu ý nha đây là cái mốc kháng cự đầu tiên và ở thời điểm hiện tại thì cũng có nhiều cổ phiếu vượt đỉnh nên là thành mới hướng dẫn cho anh chị cách vẽ này để anh chị xem là nếu nó vượt đỉnh thì nó sẽ về đâu nữa ở những giai đoạn tiếp theo thì ở thời điểm hiện tại chúng ta sẽ có hai mốc là 1,272 và 1,618 thì đây là cả hai cái mốc để mà anh chị chọn ra và anh chị chốt lời trong giai đoạn sắp tới à, thường là nó về hai mốc này thôi và việc mà nó có lên hay những cái mốc tiếp theo hay không á những mốc số 2 nào hoặc mốc 2.272 hoặc 2.618 á nó có lên những mốc này hay không theo cá nhân thành là có Ha, theo cái cá nhân thành quan sát là có tuy nhiên á, thì nó phải ở trong điều kiện là thị trường đang thật sự hưng vấn đang thật sự rất là mạnh và rất là tốt còn ở thời điểm hiện tại như góc nhìn cá nhân của thành á, thành vẫn đánh giá là thị trường nó vẫn chưa thể nào vào uptrend được đâu nên là ở giai gia đoạn này nó đang vẫn ở trong downtrend thôi nên là với những cái mục tiêu khiêm tốn thì anh chị có thể là kỳ vọng hai cái mốc này đều được một 1.618 và 1.272. Đương nhiên, thì cái này nó đang dành cho thị trường và từng cổ phiếu thì nó sẽ có những cái mốc khác nhau và mức độ mạnh yếu khác nhau của từng cổ phiếu nên là anh chị có thể là dựa vào đấy để anh chị đánh giá ha. Thì ở thời điểm hiện tại chúng ta có ba mốc kháng cự rồi đúng không ạ? À? Một nè, 1.272, 1.618. Thì với ba cái mốc kháng cự này anh chị chia tỷ rộng ra anh chị chốt lời được mà. Đấy rất là dễ đúng không? À, anh chị cứ chia tỷ trọng ra ba mốc này nó chốt lời đi. Và anh chị thấy là những cái biên này nè, nó cũng không có lệch bao nhiêu hết. À, anh chị thấy là từ mốc kháng cự bên dưới nè, tăng lên mốc kháng cự bên trên thì nó lệch bao nhiêu phần trăm ạ? phần trăm, Đấy. Và mốc kháng cự bên này nó nó sẽ gì ạ? À? Nó tăng lên tiếp. Từ đây nó tăng lên 1,618 thì nó lệch bao nhiêu ạ? À? Lệch khoảng 4%. Đấy, coi như là lệch 7% đó, một phiên trần thôi. Và anh chị chia ra chốt lời vậy có phải anh chị bảo vệ được cái lợi nhuận của mình hay không ạ? À? đấy và sau đó là chúng ta vẫn sẽ chủ động hơn chúng ta biết là tới quanh 1,272 thì nó mới chỉnh và tới quanh 1,618 thì nó mới chỉnh đấy thì chúng ta đợi lên những vùng này để chúng ta chốt lời và anh chị lưu ý thêm á, là chúng ta phải xét thử coi nó có quanh cái vùng kháng cự hay vùng hỗ trợ nào không để mà chúng ta có thể là xem xét coi cái vùng nào nó quan trọng hơn ha vùng nào mà cái xác suất nó về đó nó điều chỉnh nhiều hơn thì ở đây chúng ta đang có một cái vùng kháng cự cũng tương đối là mạnh đó là quanh đâu đó khoảng một gì 1.1150 uh, cho tới 1170. Đó, đây là cái mốc kháng cự khá là mạnh ở giai đoạn trước đây và kể cả trước đây anh chị lưu ý nè. Đó, thì đây là cái cách xác định kháng cự mạnh nè. Anh chị lưu ý giai đoạn trước đó mà. Nó về vùng này rồi nó cũng gì ạ? À? Nó về vùng này nè, anh chị thấy là nó tăng lên xong nó gãy, xong nó vượt rồi nó về vùng này rồi nó cũng test lại nhiều lần rồi mới tăng được. Thì chứng tỏ đây vẫn là một cái vùng kháng cự rất là mạnh. Đó, nên là anh chị nào có đầu tư thì có thể là lưu ý vùng kháng cự này thì nó cũng tương ứng với vùng 1272 thì cái xác suất nha xác suất nếu mà nó vượt qua được cái vùng đỉnh này đó là 1125 thì khả năng cao nó về vùng 1 000, 1 1272 sẽ rất là cao đó nên là anh chị nào có đầu tư thì có thể là lưu ý thêm trong những giai đoạn sắp tới đây là cái góc độ cá nhân phân tích theo Fibonacci trên thị trường thì anh chị có thể là tham khảo và ứng dụng thì một tí nữa thành sẽ phân tích cho từng cổ phiếu để anh chị thấy và anh chị có thể là đánh giá trong giai đoạn sắp tới nha thật ra ở thời điểm hiện tại cái điểm mua thì sẽ còn một vài cổ phiếu có điểm mua đẹp thôi thì một tí Thành sẽ đề cập cho các anh chị rồi thì với cái góc nhìn cá nhân như vậy thì cá nhân mình thấy là một là nó có thể là về đây a à, nó về, về đây nó... nó có thể là về đây nó gãy a à, về đây gãy xong lên xong có diễn biến như thế này đó hai là sao ạ hay là nó sẽ bứt thắt lên đây luôn rồi nó mới test lại đây xong nó lên lại xong nó mới có thể là có những cái nhịp nhịp gãy tiếp theo đó thì đây là hai cái kịch bản của thị trường chung thành đưa ra cho các anh chị à, thành đổi màu cho anh chị dễ hình dung ha đó một cái kịch bản màu xanh và kịch bản màu đỏ thì tại sao thành vẫn sẽ ưu tiên kịch bản rơi bởi vì thành nói lúc đầu rồi à, nói lúc đầu rồi là sao ạ à? thị trường chúng ta vẫn đang trong giai đoạn đau trên chưa có khả năng cao để uptrend trở lại trong giai đoạn tiếp theo. Nên là anh chị đầu tư thì chúng ta cũng hạn chế FOMO và chúng ta phải xác định trước được kịch bản để chúng ta biết là ừ, nếu mà nó vượt qua 1.127 thì về 1172 á thì sao? À? Chúng ta phải tiết chế lại, chúng ta phải giảm bớt tỷ trọng lại để mà chúng ta bảo vệ cái vốn của mình, bảo vệ cái 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 lợi nhuận của mình trong những cái giai đoạn vừa qua. Đó. Thì đó là cái cách xác định của anh chị và anh chị có thể là theo dõi để mình xác định trong những cái cổ phiếu sắp tới đây mà anh chị đầu tư nha. Và đây cũng là cái cái kịch bản của thị trường Nên là đoạn này khuyến khích anh chị nào có cổ phiếu thì cứ nên nắm giữ và cứ nên để cho lợi nhuận nó chạy và chờ đến những cái điểm thích hợp để mà chúng ta chốt lại mà thôi đó và ngoài ra nếu mà anh chị nào chưa vẽ được và chưa xác định được thì có thể liên hệ trực tiếp với thành qua số điện thoại thành sẽ hỗ trợ và hướng dẫn anh chị từng cái cổ phiếu để mà anh chị vẽ ha à, và anh chị vẽ nó một cách chính xác nhất ha à, anh chị lưu ý nha phải vẽ chính xác nha còn nếu mà vẽ không chính xác á thì nó sẽ đưa mình đi rất xa nha nếu mà cái fibo mà anh chị vẽ không chính xác á là anh chị xác định sai ngay cái kháng cự và đôi khi là chúng ta chưa tới chưa tới điểm bán mà chúng ta đã bán hoặc là gì ạ? À? Điểm bán qua rồi mà chúng ta không chịu bán vậy sao ạ? À? Nó sẽ mất hết cái lợi nhuận của mình trong những cái giai đoạn tiếp theo. Đó thì đó là cái mà anh chị cần phải lưu ý thêm trong cái giai đoạn sắp tới ha, Anh chị nào có đầu tư thì có thể là theo dõi trong những cái giai đoạn tới đó thì đó là về cái cách và anh chị phải xác định đúng sống nha thì ở đây thành hướng dẫn anh chị xác định sống một tí anh chị nào có đầu tư thì thành sẽ hướng dẫn anh chị xác định sống thành lấy ví dụ đi khởi đầu cái sống tăng sống sorry sống phục hồi của thị trường thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đây đúng không ạ à? chúng ta sẽ có một cái nhịp sống lên ở đây chúng ta sẽ có một nhịp sống điều chỉnh về về đây và chúng ta sẽ có một nhịp sống lên ở ở đây ạ à? và chúng ta sẽ điều chỉnh về về đây và sống tiếp theo là về đâu thì chúng ta vẫn chưa biết đó thì chúng ta vẫn sẽ chờ những cái nhịp sắp tới để mà chúng ta xác định nó rõ và nó cụ thể hơn và hoàn toàn nó có thể là về đây hoàn toàn nó cũng có thể là về đây nên là anh chị cứ kiên nhẫn và anh chị đầu tư trong giai đoạn sắp tới mà thôi đó anh chị nào có đầu tư thì lưu ý và khi anh chị xác định đúng sống á, thì anh chị mới cầm phai anh chị kéo từ đây kéo xuống được đúng không ạ anh chị xác định đây là một sóng tăng nè đấy từ 2 tới 3 là một sóng tăng thì chúng ta phải mới cầm từ đây mà chúng ta mạnh dạn chúng ta kéo xuống đây được còn nếu mà không xác định đúng nhiều khi chúng ta kéo xuống đây hoặc là kéo xuống đây luôn thì nó là sai nha anh chị á nên là anh chị lưu ý thêm cho những hành một số anh chị mình chưa xác định đúng sống thì bắt buộc là mình xác định lại để mình kể cho nó đúng chứ mình kể sai như vậy thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả rất là lớn á ha nên là anh chị đầu tư thì anh chị có thể là, là lưu ý thêm rồi thì đó là cái cách để anh chị xác định sống rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào chúng ta thực hành và chúng ta ứng dụng ở một vài cổ phiếu nha đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn vào cái cổ phiếu các cổ phiếu như cổ phiếu ngân hàng nè cổ phiếu Vietcombank đấy thì đối với các cổ phiếu này thì anh chị thấy một cái vấn đề gì ạ à? nó cái nhịp chỉnh của nó quá thấp ha cái nhịp chỉnh của nó quá thấp sẽ rất là khó để mà chúng ta xác nhận được và chúng ta xác định được thì thành có thể là thành lấy ví dụ đối với cái nhịp trước đi đó thành lấy ví dụ đó nhịp trước nếu mà anh chị nào đo đúng được cái sóng á thì anh chị sẽ xác định nó rất là phù hợp và nó rất là tốt đó hoặc là các cổ phiếu như là BIDV nè đấy nghe phiếu như là BIDV đấy những cái cổ phiếu nó sẽ dễ xác nhận hơn là lấy ví dụ đi BIDV nó sẽ bắt đầu sống tăng từ đâu à từ đây đúng không ạ à? thì chúng ta sẽ bắt đầu cái đỉnh điểm của nó là ở ở đây và chúng ta kẻ xuống kẻ xuống đây à, chúng ta kẻ xuống đây đấy thì khi mà chúng ta kẻ xuống đây như vậy á chúng ta sẽ thấy là cái nhịp điều chỉnh của nó về đâu anh chị về mốc 0.5 đúng không ạ à? nãy về mốc 0.5 và tính tới thời điểm hiện tại là chúng ta thấy nó đã gì ạ à? nó đã vượt cái kháng cự rồi. Đấy, nó đã vượt cái kháng cự rồi. Nên là anh chị thấy là nó vượt cái đỉnh trước đó rồi thì cái khả năng cao nó sẽ về đâu ạ? À? Về đây hoặc là về những cái vùng giá cao hơn một chút. Thì bây giờ anh chị thấy đi cái vùng giá mà 48.77 nè, cái mốc 1.272 nè. Đó, thì anh chị sẽ thấy nó về đâu ạ? À? nó về tới nó về tới ngay cái kháng cự trước đó luôn đấy nó phải là ngay cái kháng cự cái vùng đỉnh cũ trước đó không thì có phải là cái xác suất mà cái cổ phiếu bidv nó về đây và nó cho nhịp điều chỉnh sắp tới là cao đúng không ạ đấy thì anh chị có thể là chọn lựa để mà anh chị chốt lại ở những vùng cao phía trên đó và anh chị cũng có thể là cân nhắc luôn mình biết được là cổ phiếu nó về đâu rồi thì mình có nên đầu tư nữa hay không đó mình có nên mua mới nữa hay không trong những cái đoạn sắp tới đó thì đó là cái mà để mà anh chị cân nhắc và anh chị đầu tư và đặc biệt là những anh chị nào mà đang có dòng tiền mới mình muốn tham gia vào thị trường thì mình cũng phải cân nhắc thêm nha rồi tiếp theo là chúng ta phải xác định cho cái cổ phiếu mb bank thì hôm nay là chủ yếu thành sẽ xác định sống và hướng dẫn cho các anh chị thôi nha đó thì hôm nay anh chị lưu ý thêm những cái này để mà chúng ta chọn thời điểm chúng ta đầu tư lấy ví dụ đi cổ phiếu mb nè đấy nó tăng từ đây lên lên đây và nó xuống xuống đây đúng không ạ và lên đây nè xuống đây và nó đã có nhịp lên đây đó thì nó sẽ hoàn thành được gì ạ những cái nhịp tăng của nó rồi đó thì bây giờ anh chị xem thử cái nhịp điều chỉnh xem thử cái giai đoạn tới nó có vượt được hay không ha nó có vượt được cái kháng cự hay không tại vì sao ạ à? cái điểm mấu chốt của mình á là nó chưa vượt được kháng cự thì chúng ta buộc chúng ta phải kẻ ở ở đây đến từ đỉnh điểm này kẻ xuống xuống đây đó và anh chị sẽ thấy nè anh chị sẽ thấy nó về đúng đâu ạ à? 0.5 và nó bật lên Vậy cái mục tiêu gần nhất mà chúng ta có thể là hướng đến cho cái cổ phiếu CTG này là nó nằm ở đâu ạ? Nằm ở vùng giá 31.x đó, thì anh chị có thể là theo dõi thêm cái vùng này trong cái giai đoạn tiếp theo Tiếp theo nữa là cái cổ phiếu MB Bank. Thì hôm nay Thành sẽ đi đo tất cả các cổ phiếu cho anh chị để anh chị dễ hình dung và dễ theo dõi nha. Hoặc là sẽ có một số cổ phiếu mà Thành chưa có đo qua được thì anh chị có câu hỏi nào thì anh chị cứ bình luận phía bên dưới, Thành sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Rồi, đấy đối với cái cổ phiếu MB Bank thì chúng ta thấy là cái con sóng của nó cũng bắt đầu từ bên dưới này và nó đi lên cao này và nó điều chỉnh lên và điều chỉnh và đang có một nhịp lên tiếp theo vậy thì chúng ta sẽ đo file như thế nào chúng ta sẽ nắm ở đây để để đo cái nhịp target tiếp theo và chúng ta kể về cái nhịp điều chỉnh gần gần nhất thì anh chị thấy là nó chỉnh về đâu ạ? À? Nó cũng chỉnh về gần sát bên dưới này luôn, đó gần sát về 0,236 thì những cái cổ phiếu này phần lớn là những cái cổ phiếu nó yếu, đó thì nó sẽ chỉnh sâu, đó. anh chị lưu ý ha. Thêm một vài cái yếu tố để anh chị theo dõi. Còn nếu mà trong điều kiện mà nó chỉnh nó thủng luôn cái này nha, nó thủng luôn cái này là vào ra trên luôn, ha, nó vào ra trên luôn thì lúc đó anh chị bỏ qua anh chị không có đầu tư nữa nha, đó. Nên chị thấy là những cái mốc tiếp theo mà nó hướng đến là gần nhất là phải mốc 20. Đấy, gần nhất là mốc 20 thì nên anh chị có thể là chọn điểm anh chị đầu tư thêm trong cái giai đoạn tiếp theo. đấy tiếp theo đó là cái cổ phiếu STB thì STB thì anh chị cũng xác định theo đúng cái sóng của nó thì anh chị mới kẻ ra được những cái vùng mà nó hiệu quả và anh chị sẽ dễ sử dụng. đấy thì một số cổ phiếu như là STB đi thì cái con sóng nó bắt đầu từ đâu à? bắt đầu từ dưới đây đúng không ạ? À? bắt đầu từ dưới đây nó kéo lên đấy từ dưới đây nè đấy từ dưới đây nó kéo lên đấy thì anh chị phải kéo từ đây kéo xuống kéo xuống đây đó thì anh chị mới xác định được là nó về nó về mốc bao nhiêu à? nó về mốc không gần đâu đó khoảng gần 0,0,382 nè nó về đây mới bắt đầu nó bật lên trở lại đó thì đó là lý do tại sao mà giai đoạn vừa rồi thành có xác nhận là cho anh chị nào mua ở mốc uh, hỗ trợ quanh từ 22 x đó, 22 x cho tới 23 thì anh chị nào ở trong cái room phiếu nghị của thành thì cũng sẽ biết cái cái vùng mua cổ phiếu này đó thì bây giờ chúng ta yên tâm rồi đúng không chúng ta mua được giá tốt nè chúng ta biết ta gạt luôn thì bây giờ làm gì ạ chờ thôi À, chờ nó về vùng target này rồi chúng ta chốt lời thôi đó thì anh chị đầu tư thì anh chị nên chọn những cái cách này để cái việc đầu tư của mình á, nó sẽ nhàn hơn so với cái việc là mình cứ phải theo dõi bảng điện mỗi ngày mình chăm chăm vào bảng điện đó tiếp theo là cổ phiếu tv bank thì tv bank cái vùng đáy, đỉnh ở đâu ạ à? vùng đỉnh ở đây và kẻ xuống vùng đáy ở ở đây đấy thì anh chị thấy là nó về mốc bao nhiêu ạ? À? nó về mốc 0.5 đúng không ạ vậy bây giờ nó bật lên thì cái mốc target gần nhất của nó là 25.4 thì bắt buộc là chúng ta phải theo dõi thêm trong những cái giai đoạn sắp tới để xem là nó có bứt thoát được cái này hay không. Đấy, nếu mà nó bứt thoát được thì nó lên độ ra khoảng 1.272 là của quanh giá 26.7 đó thì anh chị có thể là theo dõi thêm. HD bank cũng tương tự như vậy. Bây giờ là chúng ta sẽ vẽ ra, chúng ta đo đúng sóng thì chúng ta kẻ nó sẽ rất là dễ. À, đo đúng sóng thì sẽ kẻ rất là dễ luôn. Đấy, anh chị thấy là cái đỉnh ở đây đúng không ạ? À? những cái cổ phiếu mà nào mà râu nến nhiều á thì anh chị nên dùng cái râu nến nha đó thì anh chị sẽ thấy là nó rất là chính xác luôn nó về đâu quanh vùng này là anh chị bắt được rồi nè đó thì những cái cổ anh thành lưu ý thêm sau này nếu mà anh chị nào có xài cái nhịp chỉnh á thì những cái cổ phiếu là nó khỏe á, thì anh chị lưu ý cho thành hai cái mốc gần nhất thôi là 0,5 và 0,618 thôi tức là giá 17.6 và giá 18 thôi thì về cái vùng này thì anh chị bắt đầu anh chị canh anh chị mua được rồi còn nếu mà cổ phiếu mà nó yếu á, thì như nãy con mb thì nó về tầm đâu đó khoảng không phải luôn đó thì anh chị đầu tư cổ phiếu nó khỏe nó rất là dễ nó chỉ có về hai vùng này thôi à, rồi nó bật lên ngay đó nên là anh chị đầu tư thì anh chị lưu ý thế bây giờ cái mốc kháng cự tiếp theo thì nó hướng đến nó sẽ ở ở 19.3 à, 19.5 và thấp cao hơn nữa là 20 chấm 20.6 thì 20.6 thì nó lại vô tình nó trùng với cái gì ạ à? cái đỉnh cũ phía trên này đấy 20.6 thì vô tình nó trùng với là cái định cũ phía trên này, cái kháng cự phía trên này. Đấy thì nó là cái vùng chốt lời của mình trong giai đoạn sắp tới. Đấy, anh chị nào có đầu tư thì anh chị nên lưu ý như cái này. Đấy. Thế, thì thành sẽ kể một một lượng cổ phiếu đại diện cho các anh chị và các cổ phiếu khác thì anh chị có thể là tự kẻ nhà nha. Anh chị nào chưa kể được thì cứ liên hệ trực tiếp với thành, thành sẽ hỗ trợ để hướng dẫn cho các anh chị. Đó, giống như công VIP này cũng tương tự như vậy nè. Đó. Về đâu đó à, 0.5 là nó sẽ kéo lên đâu ạ? À? gần nhất là về về 23 đấy để anh chị có thể là chốt lời trong giai đoạn sắp tới nên là anh chị đầu đầu tư thì anh chị cứ thông thả nhẹ nhàng thôi mua được tầm dưới thì lên đây canh chốt là được rồi đấy rất là tốt đúng không ạ đấy thì đó là nó sẽ rất là dễ để mà anh chị đầu tư là bê băng nè là bê băng là quay lại bây giờ quay lại chạm vùng đỉnh nè đúng không ạ và cái sóng của nó bắt đầu từ đâu ạ à? từ đây từ đây và nó lên lên đây thì chúng ta sẽ kẻ ngược lại từ trên đỉnh kẻ xuống thì nó sẽ về đâu đúng ngay cái vùng hỗ trợ này và nó bật lên trở lại đấy và nó sẽ lên đâu đó quanh vùng đỉnh gần nhất là 15.2 và xa hơn nữa là là 16 đó thì anh chị cứ chọn những cái điểm này để anh chị đầu tư à, thành kẻ thêm một cổ phiếu ngân hàng để anh chị theo dõi nữa thôi nha đó ACB ACB thì cái nhịp nó ở đây à, cái nhịp nó sẽ ở đây nó sẽ bắt đầu từ đây và nó xuống tới tới đây đó nó xuống tới đây đấy, thì anh chị sẽ thấy nó xuống quanh 0,3882 thì cổ phiếu này chỉnh sâu hơn đấy, thì mình sẽ hồi về đâu đó gần nhất là 19 chấm chấm ít đó, thì đó cái đó là cái mục tiêu tiếp theo để mà anh chị đầu tư trong cái giai đoạn sắp tới đó là cái cổ phiếu ngân hàng và chúng ta qua một vài cổ phiếu chứng khoán nha chứng khoán là mình sẽ kẻ mấy cổ phiếu tấp đầu thôi như là SSI này bây giờ ông SSI thì như thế nào ạ à? SSI thì bắt đầu từ từ đây đúng không ạ à? SSI thì chúng ta thấy là có vẻ là nó sẽ yếu hơn so với những cái ông khác như ông HCM ông VND đúng không đó chúng ta thấy là nó về thẳng đâu ạ à? về thẳng không 0,236 luôn đó rồi bắt đầu nó mới bật thì bây giờ gần nhất của nó là 21.8 thôi đó thì những cái ông mà ổng về ổng về ổng càng rơi sâu á thì sao ạ à? lúc mà ổng lên á, thì ổng sẽ lên chậm hơn và ổng gì ạ à? cái mục tiêu gần của ổng là chỉ là những cái móc quanh số 1 thôi nó không thể nào khó mà nó lên được một hai bảy hai hoặc là một sáu một tám đó thì anh chị có thể là lưu ý những cái đặc điểm này tiếp theo là cổ phiếu vin đi vin đi thì anh chị thấy là mình sẽ bắt đầu mình đo tiếp mình đo cái vùng của của vin đi xem giai đoạn sắp tới như thế nào nha đấy đó thì anh chị thấy mà nó cũng về thẳng luôn nó về thẳng mức giá một luôn và nó bắt đầu gì ạ nó bật lên đấy nó bắt đầu nó bật lên thì chị thấy là bây giờ những cổ phiếu mà đoạn rồi ấy, thì chứng khoán là nó sẽ hơi yếu hơn so với những cái phần còn lại thì chúng ta thấy là nó rơi thì nó rơi rất là sâu đó và nó miễn sao nó không thủng cái này thôi nó không thủng cái này đấy thì nó vẫn có đà để nó lên được đâu đó khoảng quanh vùng 16 m thì lên đây thì chúng ta canh chúng ta chốt lời trong giai đoạn tiếp theo đấy anh chị nào có đầu tư thì anh chị nên lưu ý những cái này để chúng ta học cái cách vẽ nha đấy. bây giờ thành vẽ một cái cổ phiếu vượt đỉnh nè à. cổ phiếu hcm đấy cổ phiếu này rất là tốt nha đó vượt đỉnh anh chị nào đoạn rồi á có nghe thành khuyến nghị là chắc chắn mua được vùng này luôn chắc chắn mua được luôn tại vì do cái vùng thành khuyến nghị là từ 22 cho tới 23 đấy anh chị nào mua được vùng này là quá ngon ha à. anh chị nào có đầu tư đoạn rồi thì có có theo khuyến nghị thì mua được vùng này quá ngon tại bây giờ nó vượt đỉnh rồi đúng không mua 22 23 mà lên giá hiện tại là bao nhiêu phần trăm rồi ạ à? 16 phần trăm rồi thì bây giờ chờ thôi chờ lên chờ lên cái vùng giá tiếp theo từ đây nè đây chờ chờ lên lên đây đủ 20 phần trăm không ạ à? đấy đấy thì chúng ta kỳ vọng lên đây đạt 20 phần trăm thì chúng ta có thể là chia ra để chúng ta chốt lời ở những cái mốc tiếp theo cho nó an toàn Nếu anh chị nào có đầu tư thì anh chị có thể là là lưu ý thêm rồi, tiếp theo là chúng ta qua cái nhóm ngành khác ha. Thành sẽ không ở lại một cái nhóm ngành quá nhiều, thành lấy ví dụ đi những cái cổ phiếu mà nó vượt đỉnh như, như, là ông Hoa Sen đi. Bây giờ ông Hoa Sen muốn vượt đỉnh đúng không ạ? Hoa Sen muốn vượt đỉnh thì chúng ta đo thử xem là nó đang như thế nào ạ? À? Đấy, nó đang như thế nào nó đoạn trước là nó về đây nè, 0.5 nè. Bây giờ nó lên rất là tốt đúng không? Thì bây giờ những cái vùng tiếp theo là 1.272 là 17.6 hay là 19.5. Đó, thì anh chị có thể là theo dõi tiếp theo. Bất động sản thì chúng ta có thể là bây giờ thành lấy một vài cổ phiếu như là Nam Long đi nha. Ta lấy Nam Long đi đấy nam long đấy, thì bây giờ nam long thì cái cổ phiếu này nó sẽ hơi khó vẽ một tí đúng không ạ nhưng mà chúng ta cũng có thể là nhận ra được là nó ở ở đây và nó về về đây đấy nên chị thấy nó về đâu ạ à? 0.382 là bắt đầu nó bật lên rồi và cái vùng này nó về hai lần lần và nó mới bật lại vùng này thì đó là cái lý do tại sao mà thành có khuyến nghị mua ở vùng này đó quanh vùng giá từ 25 cho tới 27 à, từ đoạn rồi nếu mà anh chị nào có theo dõi thì thành có khuyến nghị mua vùng này thì bây giờ chờ nó nhàn nhất là chờ về về 32 thôi về bài hai ít thì chúng ta chúc lời thôi đó thì một số cái cổ phiếu bất động sản thì nó sẽ rơi nó mới tăng sau này thôi thì anh chị có thể là phân tích thêm đầu tư công đi, đầu tư công bây giờ chọn mã lc vcg đây vcg đoạn này sắp vượt đỉnh nè đúng không ạ vcg đoạn này sắp vượt đỉnh thì đo từ đây xuống đây à và bây giờ chờ nó vượt nếu mà nó vượt đỉnh thì sao ạ à? nếu mà nó vượt đỉnh thì thì lên lại trên đây nó lại 24 đấy thì chúng ta sẽ biết được những cái mốc kháng cự như vậy thì chúng ta rất dễ đầu tư và chúng ta xem thêm là mốc cái mốc này có gần với mốc kháng cự nào không đó hoặc có gần với mốc kháng cự mạnh nào không thì anh chị có thể là theo dõi để mà anh chị đầu tư trong những giai đoạn tiếp theo ha à, anh chị có thể là lưu ý thêm rồi thì đó là những cái cách kẻ cách vẽ Fibonacci thì anh chị nào chưa biết cách vẽ hoặc là vẽ có thể là thực hành thêm ở nhà và anh chị nào chưa vẽ được thì có thể là liên hệ trực tiếp với Thành Thành sẽ hỗ trợ hướng dẫn miễn phí cho các anh chị và anh chị chỉ cần đưa cổ phiếu thôi Thành sẽ hướng dẫn anh chị vẽ một cách cụ thể và một cách chi tiết ha Rồi thì bây giờ Thành sẽ chia sẻ thêm một vài cổ phiếu mà anh chị có thể đầu tư được trong cái giai đoạn tiếp theo Và đương nhiên các cổ phiếu này là nó phục vụ cho mục tiêu là lướt sóng ngắn hạn thôi nha Chứ còn về góc độ mà mua lâu dài nha, mua lâu dài thì thành nghĩa là thành không có ưu tiên. Ha. Anh chị nào đầu tư thì cũng nên cẩn trọng. thì Và nó sẽ dành cho những anh chị nào mà chưa có hàng chưa có hàng ở thành điểm hiện tại thì chúng ta đầu tư những cái cổ phiếu như là đầu tư công nè hoặc là như bất động sản nè hoặc là như chứng khoán nè như thép nè như vật liệu xây dựng xi măng đá rồi này nọ thép rồi này nọ đó thì những cái ngành đó nó đã tăng rất là nhiều ở giai đoạn trước rồi nên là có lẽ vùng này thành sẽ không có khuyến nghị mua nữa nên là anh chị nào có đầu tư thì anh chị có thể là lưu ý thêm cho cái giai đoạn sắp tới ha rồi trước tiên là cái cổ phiếu frt trong cái nhóm ngành bán lẻ thì cổ phiếu này đạn rồi thành có khuyến nghị cho các anh chị đúng không và bây giờ nó đã có tín hiệu là nó vượt khỏi cái biên độ tích lũy này rồi thì nó sẽ là một cái tín hiệu tốt hơn trong cái giai đoạn sắp tới và anh chị nào có đầu tư thì có thể là chờ đợi những cái nhịp mà nó quay về nó test lại thì anh chị có thể là quay trở lại anh chị đầu tư hoặc là anh chị muốn cổ phiếu bán lẻ mà cái vốn hóa nó nhỏ hơn một tí thì anh chị nên chọn cổ phiếu bet đấy bet thì nếu mà ngày mai nó vẫn còn giữ trong biên độ này thì anh chị có thể canh anh chị mua hả và chúng ta xem thử cái vùng kháng cự của bet nó sẽ về đâu nhé đấy chúng ta xem thử đây cái vùng kháng cự của bet nó sẽ về nó sẽ về đâu ạ à? nó có thể là về 24X nè Hoặc là cao hơn nữa là khoảng 26X Thì cái vùng 26X là nó đang ngay cái kháng cự luôn nha 26.65 Đấy là nó đang ngay cái kháng cự luôn nè Anh chị kể ra đi Đó anh chị sẽ thấy đúng không ạ à? Nó đang ngay cái kháng cự luôn Thì chúng ta mua ở đây Và có thể là kỳ vọng nó về đây chúng ta chốt lời Là khoảng hơn 10% Quá tốt đúng không ạ à? Đó để anh chị nào đầu tư thì lưu ý Khu công nghiệp thì đoạn này nha đoạn này nếu mà anh chị chấp nhận rủi ro thì chị mua tại vì cái dư địa nó về cái vùng mà cái vùng đỉnh nó vẫn còn nhưng mà sao nó rủi ro không rất là nhiều thì chúng ta thành thì thành chỉ tập trung idc và kbc thôi idc nếu mà tốt thì nó có thể là lên được 48 luôn á à, tốt thì có lẽ lên được 48 bây giờ chúng ta kẻ phải bô thử nha đấy idc nè tốt thì lên đâu ạ à? lên được 45, sau nữa là 48, 49 đúng không ạ? đó, thì 48, 49 là nó ngay cái kháng cự này rồi nè, đó, nó ngay kháng cự nè, thành kẻ kháng cự cho anh chị nè, đấy, đấy kẻ kháng cự cho anh chị, đó, thì anh chị lưu ý ha. đạn tới thì chúng ta có thể là xem để chúng ta đầu tư. Tuy nhiên thì như thành nói rồi nha, mua đoạn này thì chấp nhận rủi ro rất là cao nha. nên là anh chị nào có đầu tư thì anh chị cũng cân nhắc. còn các cái cổ phiếu như là xây dựng như thế này thì nó rất là yếu anh chị, không phải là chúng ta cứ lựa cổ phiếu nào chưa tăng là chúng ta đầu tư đâu, ha nó rất là yếu như thế này thì thôi tạm thời thành nghĩ là anh chị nên bỏ qua và anh chị chọn cái ngành khác anh chị đầu tư thì may ra nó sẽ tốt hơn đó ha cảng biển thì nó cũng đã tăng như thế này rồi ha hát thì hôm trước thành có khuyến nghị anh chị rồi thành có khuyến nghị anh chị mua ở đây ha đó là đoạn này thành sẽ không khuyến nghị nữa nha tại vì cổ phiếu khuyến nghị rồi Nhiều anh chị sẽ có hàng về trước rồi đó, thì nó sẽ mất công bằng cho những anh chị mua sau đó dầu khí thì thành cũng bỏ qua luôn thành không có khuyến nghị đầu tư nữa ha anh chị nào có hàng thì anh chị cứ nắm giữ thôi anh chị nắm giữ và anh chị chủ động lợi nhuận cho mình và dùng fibo để mình đo lợi nhuận cho nó hiệu quả thôi Đấy, ngành điện thì như con BC1 này nó đóng tăng nè, nó tăng rất là mạnh đúng không? Đấy như thành nói cái kịch bản là một là test về đây thì mua, còn không thì thôi canh chờ chốt lời. Đó, anh chị nào mà chưa biết chốt lời BC1 nè, cứ kẻ Facebook ra đi. Hả kẻ Facebook ra, về đâu ạ? À? Về 283, 28.5 hoặc là cao hơn nữa là về về 31 đó thì anh chị kẻ ra để mà anh chị canh chia ra anh chị chốt lợi Hoặc là cái con NT2, NT2 thì bây giờ nó về được 31 thì nếu mà nó trong còn trong cái biên này á anh chị nào chấp nhận rủi ro anh chị chơi thì anh chị mua trong biên này à anh chị mua trong biên này anh chị đánh vẫn rất là ok cho cổ phiếu nt 2 PAU thì thật ra nó rất là chậm, nên là thành không có khuyến nghị đầu tư cho các anh chị, anh chị nào đầu tư thì có hàng thì nắm thôi chứ đoạn này nó chậm quá nên là mua nó cũng sẽ khó cho các anh chị và thành có lưu ý cho anh chị cái nhóm ngành bảo hiểm ha, à, thành có lưu ý rồi thì anh chị nằm ở trong cái room khách hàng của thành là cũng đã được khuyến nghị cổ phiếu này rồi ở cái vùng giá là từ 50, à, 50 cho tới 50 cho tới 51 cho cái cổ phiếu bvh, anh à, chị nào có đầu tư thì anh chị lưu ý MIG cũng tương tự như vậy à, thành ưu tiên hai cổ phiếu này còn BMI thì nó đang ở những vùng cao như thế này rồi thành sẽ không khuyến khích đấy BMI thì quanh 16 anh chị nào đầu tư thì có thể là lưu ý và đầu tư cho giai đoạn sắp tới đối với cái nhóm ngành bảo hiểm thì thanh nghĩ là chỉ có bảo hiểm mới chưa chạy đâu còn dịch may thì nó chạy rồi đó Vì thấy nè các cổ phiếu này là thành khuyến nghị hết rồi nên là thành sẽ không có khuyến nghị lại để anh chị vào sâu anh chị sẽ bị thiệt thòi đấy nên là thành sẽ không có khuyến nghị ha đấy và các cổ phiếu như là DRC, uh, RVR, cao su thì nó cũng đã chạy rồi ha. À. Vậy dạ rồi nó là thành cũng sẽ không có khuyến nghị nữa anh chị nào có hàng thì anh chị nắm giữ thôi đó đoạn này nên là nắm giữ hàng và nên là hạn chế chuyển đổi nhiều nha anh chị nào chuyển đổi nhiều thì cũng cẩn trọng tí nha đoạn này cứ nắm giữ hàng thôi fpt đoạn rồi thành cũng có có chia sẻ cho các anh chị đúng không đoạn đó đoạn này cứ có hàng thì nắm giữ thôi không có không có, có có vào hàng quá nhiều đối với những mã mà tăng mạnh nữa thì lương thực có một mã này là ban ha. ban anh chị nào có thích đầu tư thì anh chị có thể là lưu ý ha đoạn này là từ 16 cho tới 16.5 thì anh chị có thể là canh anh chị mua được ha. mai mà nó có hạn nhiệt công tí thì anh chị canh anh chị mua được trong cái biên này đó anh chị nào có đầu tư vào cổ phiếu ban thì có thể là lưu ý thì đoạn này thành nghĩ là có MIG có ban thì anh chị đầu tư được à, các cổ phiếu khác thì gần như là nó đã tăng rồi và nó không còn cái cơ hội quá nhiều để mình quay trở lại mình đầu tư nữa ha. Đó là anh chị nào có đoạn này thì anh chị nào mà đã theo thành quỹ nghị thì đã đầu tư được nhiều cổ phiếu tốt lắm rồi nên là cứ cầm hàng theo dõi thôi à, còn chị nào mà chấp nhận rủi ro thì vào KDH nè à, và bất động sản nè chấp nhận rủi ro thì vào ông này à, ông này kỳ vọng lên được đâu đó khoảng 31 đó mua 28 chốt 31 đấy cũng được 10 phần cho các anh chị à, rồi thì đó là những cái câu chuyện và những cái góc nhìn về thị trường trong giai đoạn sắp tới thị trường vẫn còn tăng nhưng cái biên độ tăng thì nó cũng sẽ không quá nhiều và nó cũng sẽ có những cái dễ có những cái nhịp điều chỉnh khi mà gặp những cái vùng kháng cự và thành đã hướng dẫn anh chị đo vùng kháng cự để anh chị chốt lời rồi và những cái cổ phiếu nào vượt kháng vượt cái vùng đỉnh trước đó thì thành cũng hướng dẫn đo luôn rồi nên là anh chị có thể là xem xét và anh chị đầu tư còn về đầu tư cổ phiếu mua mới thì anh chị có thể là chọn ngành bảo hiểm và bất động sản thì có thể là chọn KDH, lương thực thực phẩm thì có thể chọn ban để anh chị đầu tư trong giai đoạn sắp tới ha, cổ phiếu ban ha đó Rồi thì đó là cái tổng kết cho cái buổi live ngày hôm nay Và thị trường khả năng cao nó sẽ về mốc đâu đó khoảng 1050 cho tới 1070 Cho cái sắp phục hồi này Rồi hy vọng là những cái thông tin và những cái nội dung Thành chia sẻ cho các anh chị Sẽ giúp anh chị đầu tư tốt và hiệu quả hơn trong giai đoạn sắp tới Rồi nếu mà anh chị có hắc mắc thì có thể là liên hệ trực tiếp với Thành Thông qua số điện thoại phía bên dưới Thành sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các anh chị Và ngoài ra thì anh chị có thể là tham gia nhóm cộng đồng trong cái phần mô tả của mỗi video thì Thành sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp trong phiên nếu anh chị thấy hay thì có thể là subscribe kênh hoặc là follow kênh để Thành có nhiều động lực chia sẻ thêm nhiều video hoặc là các cái kiến thức cho các anh chị trong giai đoạn sắp tới nha chào tạm biệt anh chị